Chút tao bảo biết tao mà lệch. Poi cần lên thôi. Nó đi. E vi la con la osa lenta. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì có thời gian rảnh rỗi thì mình đi dạo xung quanh nơi mình ở này mà các bạn. Thì cái đường mình đi thì xung quanh đây toàn là ruộng và họ trồng lúa, mà lúa ở bên Phần Lan này khác so với cái cách trồng lúa của bên mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cách trồng lúa của họ là như thế nào nha. Đó các bạn ạ, đằng trước của mình là cái ruộng lúa của người Phần Lan, họ trồng bao la mông mình, bao la to tuốt bên kia này. Xem đang theo hàng dọc này, hàng ngang hàng dọc có hết, thì chỉ có một người làm thôi mà. Còn chân này là đây chỉ là một phần nhỏ của ruộng họ thôi. Bên này thì nước sông nhỏ chạy tuốt xuống bên kia này. Thì đây là đường cho người đi bộ này, đi dạo này kia này. Hôm nay thời tiết khá là ok mà ấm và có gió nữa thì mát. Mình đi bộ thì không có nắng nóng. Bây giờ là khoảng là 18 độ nha, 18 độ nóng ạ. Bên kia cũng vậy nè, bên kia cũng là đường người ta đi nè, đèn tốt bên kia nè. Và đằng xa kia là tua bin gió. Rất là yên tĩnh, chả có một bóng giang nào hết các bạn ạ. Chỗ này là ở bên thành phố, họ làm cho mình nghỉ ngơi này, nghỉ chân này kia. Đấy, có cả cái bàn ghế luôn ngồi này. Đấy, có thể ngắm cảnh tốt bên kia nè. Sao mà nói thì ở đây thì cảnh thì không có đẹp nhá, nhưng mà cái về cảnh thiên nhiên thì là số 1 đó nhá. Và họ cũng đăng luôn cái bàn sơ đồ này, bản đồ cái mà cái đường này nó chạy như thế nào này. Đấy. Thế bây giờ là mình đang ở chỗ nào nhỉ? Mình đang ở chỗ này này. Đây có thể đi bộ xung quanh này, tổng cộng là cần là 4 cây số luôn các bạn xem. Nếu mà mình đi xung quanh này, ở đây là thành phố mình ở này, Pyhäjoki. Nhà bỏ hoang nhưng bên kia vẫn có người thường xuyên qua thăm á, chỗ nhà các bạn ạ. Hai cái bàn này, khi mà mình đi bộ tới kia thì mình nghỉ chân, nghỉ uống nước này kia không có này. Kia là thùng rác à.
Và đây cũng là thùng rác này mọi người, thùng rác. Rác rồi thì không được vứt tầm bậy tầm bạ mà lại xả rác này kia nha. Có người ta mà thấy để nó phạt chết luôn ạ. Trời. Ở chỗ này cũng là điểm có thể là câu cá luôn nè. Đó. Chỗ này nè. Chắc mùa này cá không có cơ mà, bởi vì nước rút hết luôn nè. Thì cá nó cũng chạy theo nước nó rút ra biển. Thì mình nếu bạn muốn mua vé bắt cá hay câu cá này kia thì một năm là 25 euro này, một ngày 7 euro, một tuần thì 15 euro, là thành viên của họ nữa là 25 euro nữa. Nếu mà bạn có mất kia nữa, cái nghĩa là nơi nhà nghỉ dưỡng á, thì bạn có thể mua là 35 euro á. Ở đây thì có đầy đủ thông tin, bạn có thể liên lạc này kia. Đấy, để bắt đầu về cái sông nhỏ này nè. Và còn cái này thì rất là đặc biệt nè các bạn. Thì nếu bạn có cái gì muốn góp ý để của thành phố này nó làm cái gì cho nó đẹp hơn, hay là cái gì đó góp ý là hoặc là nơi nào nó không tốt, thì các bạn có thể viết thư và báo cho chỗ này nè. Thì mọi người làm bên thành phố họ sẽ đến đây là nhặt và xem lại. Hoặc là bạn nhặt mấy cái gì đồ gì đó bạn nhặt ở trên đường á, bạn có thể bỏ vào đây này. Thì con người thì sẽ lấy thì mang ra rồi thì sẽ trả lại cho các bạn ạ. Là hai ở bên đó ạ. Thôi ha, chúng ta cũng đi tiếp nha. Từ đây đến bên kia là còn mấy cây số nữa, một cây số gì đó thì tới đường quốc lộ chính. Đấy, con rất khá là ok. Tốt bên kia là ok nha, chúng ta cũng đi tiếp nha. Tới đến điểm này thì mình dừng chân nghỉ lại chút, quay cho các bạn xem này. Bên bờ sông này có cả cái cây táo này, cây táo đang trổ hoa trổ bông này, chuẩn bị ra trái này. Wow, nó đẹp quá. Đẹp á. Và ở đây xung quanh đây thì có rất là nhiều hoa. Đây là hoa mọc tự nhiên nhá, không phải là người ta trồng gì đâu. Hoa này thì mọc khắp nơi. Đây là hoa sữa hay gì á, không biết nữa. Mình cũng không biết loại hoa này từng tên gì. Còn có hoa này nữa là nhỏ nhỏ nữa, mọc chung với cỏ dại nữa. Rồi mình cũng đi vào sau cần bờ xong đây nè. Thì chỗ này là nơi mình có thể tắm nè mọi người ơi. Cầm điện thoại hai cái tay đang rớt xuống điện thoại này, chết luôn rồi. Thì chỗ này mình có thể đến đây mà tắm xong nè. Cái cầu đường quốc lộ ở Bắc Nam nè. Thì chỗ mình quay hồi nãy là ở bên tút bên kia nè. Thì cái sông này chắc là khoảng chừng mét rưỡi gì đó, không có sâu bao nhiêu. Rồi nha, mình cũng lên bờ nha. Đây cũng là thành phố họ làm cho ạ. Thì người dân chỉ có thể đến đây để mà sử dụng hay là
tận hưởng là cuộc sống của mình thôi. Đây có cả luôn mà, cái gì nhỉ, cái bao phao hỗ trợ sợ con người bị đuối à, đuối nước á. Chuẩn bị đầy đủ, bạn xem này. Bên lề đường này, bên này luôn nè. Giờ hãy cho các bạn xem một con này. Đẹp lắm bạn. Mình là đàn ông mà xem hoa này nó rất là đẹp. Hình như ở đây là hoa màu, toàn là hoa màu vàng đấy nhỉ. Rất là nhiều đấy. Các bạn xem bên kia này. Tốt, bên kia toàn là hoa, hoa này không à. Bên này cũng có cái thùng rác này. Có người uống bia luôn rồi, bỏ cái kia lon bia vẫn còn. Cây thông. Và bên bên lề đường này nè, có mấy cây táo vẫn còn đằng nhỏ nhưng mà chuẩn bị ra quả trái này. Mấy cây và xem này, nhiều lắm. Chút bên kia luôn. Mọi người con cái là họ thích hoa nhiều thì qua đây ngắm hoa này ok lắm này. Mùa này thì ở bên đây thì nói chung là đi đâu cũng thấy hoa nở này. Mà có bên này nó thấp à, chắc là cũng được 2-3 lần rồi họ đến cắt á. Bên họ bên thành phố họ bảo quản cái nơi này này cho người dân bên này. Rồi nha, chúng ta cũng đi tiếp thêm một cái đê. Sau một thời gian đi bộ thì đã tới thành phố. Bạn xem giá xăng ở bên này đây, xăng 95 một đồng, 90, 98 gần 2 đồng, 85 là đắt hơn. Còn diesel thì một đồng 8 euro á. Kia này, đang đường. Rồi, trong một thời gian đi lại hoa thì nắng nóng quá để mua cái kem ăn.